Rồi mình xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Hương vị quê nhà Vlog. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh mà không cần dùng khuôn ép. Sợi bánh canh làm ra xong thì dai dai, mềm mềm và cực kỳ trong luôn. Và cách làm hôm nay thì nó cũng rất là đơn giản và dễ làm nữa. Thì lúc này đang vào đợt giãn cách xã hội cho nên mình cũng biết cả nhà rất là khó đi chợ. Và hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh nè. Để cho cả nhà có thể nấu một nồi bánh canh cho gia đình và người thân cùng ăn trong mùa dịch này. Và cả nhà xem clip nếu thấy thích cách làm cái sợi bánh canh của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Và để cho mình có động lực ra nhiều clip hay hơn cho cả nhà cùng xem cho vui. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh vừa mềm vừa dai. Và sợi bánh canh thì cực kỳ trong luôn. Và ở đây thì mình có chuẩn bị là 300g bột gạo lọc. Thì bột gạo lọc nó hạt hạt như vậy cả nhà. Và 50g bột nếp lọc nữa nha. Và 50g bột năng, 1 muỗng dầu ăn và nửa muỗng cà phê muối. Và ở đây thì mình có chuẩn bị là 250ml nước lọc nữa nha cả nhà. Sau khi mà mình cho nước vào trong tất cả các loại bột á, rồi mình sẽ quậy cho cái bột nó hòa tan. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột lên bếp và mình chuẩn bị lấy ruồng bột nha. Thì mình lấy ruồng bột với cái lưỡi nhỏ và mình quậy từ từ thôi, để cho cái bột nó sánh đặc lại. Và cái bột của mình nó thật là dẻo mịn và không còn dính chảo nữa. Thì lúc đó mình sẽ đem bột xuống nha cả nhà. Sau thời gian 10 phút mình quậy bột á, thì bây giờ cái bột của mình nó cũng đã sánh đặc và rất là dẻo mịn luôn nè. Và bột không còn dính chảo nữa nha. Mình làm cái sợi bánh canh mà mình lấy trộn bột như vậy thì sợi bánh canh của mình rất là ngon. Và sợi bánh canh cực kỳ trong luôn á cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ quậy thêm khoảng tầm 5 phút nữa rồi mình sẽ đem bột xuống và mình chuẩn bị nhồi bột nha. Sau khi mình cho bột ra ngoài cái thau á, thì cái phần bột nó cũng còn rất là nóng luôn. Cho nên cả nhà để cái phần bột nguội nguội xíu rồi mình hãy nhồi nha. Thì bây giờ cái phần bột này nó cũng đã ấm ấm rồi thì mình sẽ bắt đầu mình nhồi. Thì trong thời gian mình nhồi bột á, mình sẽ cho thêm vào là 2 muỗng bột năng. Để cho cái bột bánh canh của mình nó được ngon và dai hơn nha cả nhà. Thì mình chuẩn bị một cái tấm thớt nè, sau đó mình sẽ phủ một cái lớp bột năng lên cái tấm thớt. Rồi mình sẽ ngắt một cái cục bột nhỏ. Đây, mình xe ra như vậy nè, thì cái cọng bánh canh nó sẽ rất là ngon luôn. Đây cả nhà xem nè, cái cọng bánh canh đầu tiên của mình đã làm xong rồi. Kế tiếp là mình sẽ xe cọng bánh canh thứ hai nữa nha. Mình thấy có rất là nhiều cách làm ra sợi bánh canh lắm. Có thể là dùng khuôn mình ép ra cũng được, hoặc là mình có thể là dùng dao mình cắt ra từng sợi cũng được. Nhưng hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm mới sợi bánh canh. Thì mình dùng tay mình xe ra như vậy thì cọng bánh canh nó rất là đẹp và rất là đều luôn. Tuy là nó hơi lâu một chút xíu nhưng mà mình nấu một nồi bánh canh, mình nhìn ngưỡng cọng bánh canh nó rất là ngon. Vì ở lúc trước cái kênh của mình cũng có chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái món bánh tằm xe tay. Thì mình thấy là xe cái bánh ra, những cái cọng bánh nó rất là đều và rất là đẹp. Cho nên là hôm nay mình cũng muốn làm ra để cho cả nhà cùng xem cho vui nè. Và cả nhà mình mà không có khuôn ép á, thì mình có thể xe bằng tay ra thì cọng bánh canh của mình cũng rất là ngon luôn. Mình chỉ cần ngắt một cái viên bột nhỏ ra như vậy thì mình chài ra thì nó rất là nhanh luôn á cả nhà. Mình thấy vậy chứ làm nhanh lắm.
Bây giờ thì mình sẽ dùng phân nửa bột còn lại, mình sẽ làm cái cọng bánh canh con sùng nha. Thì mình cũng sẽ sử dụng cái bằng chận rau củ nè. Sau đó mình sẽ cho cái viên bột lên, rồi mình sẽ dùng cái giá mình ấn mạnh lên như vậy nè. Sau đó mình sẽ tạo hình cái con sùng như cái nha. Mình có thể là mình cho dầu ăn hoặc là mình cho bột lên cái bằng chận cũng được. Mình thấy làm cách nào nó tiện cho mình thì mình cứ làm nha. Sau khi mà mình tạo hình những con sùng xong á, thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi hấp và mình hấp khoảng tầm 10 phút. Thì mình làm như vậy thì chút nữa mình sẽ cho những con sùng này vào trong nồi nước á, thì những con sùng này nó sẽ không có bị bung ra. Còn nếu mà mình là làm xong á, mình cho trực tiếp vào trong nồi nước á, thì cái độ sôi của nước nó sẽ làm cho những con sùng này nó bung ra thì nhìn nó sẽ không được đẹp nha.
Mình hấp cho nó chút xíu thôi, thì chút nữa mình sẽ cho vào trong nồi nước luôn. Hôm nay thì nhà mình có làm con vịt để chút nữa mình nấu bánh canh nè. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ướp thịt vịt để chút nữa mình đem đi xào nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào là một ít hành lá nè. Và mình sẽ cho thêm vào là một muỗng hạt nêm. Và một chút xíu muối. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và nửa muỗng canh đường. Cuối cùng là mình sẽ cho vào là một muỗng nước mắm ngon nha cả nhà. Để cho cái phần thịt vịt của mình nó đã được thấm hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn cho cái phần thịt vịt này nó đều lên nha. Sau khi mà mình ướp thịt vịt khoảng được 15 phút á, thì bây giờ mình sẽ xào cái phần thịt vịt này cho thơm lên nha. Bà cô chú ơi, nãy giờ con đã cắt hành xong rồi. Bây giờ ông bà cô chú đi theo con để coi con làm bánh canh nha. Thịt vịt thì nãy giờ mình nấu nó cũng đã mềm rồi nè. Và bây giờ thì mình sẽ cho những cọng bánh canh vào để mình nấu nha. Hôm nay thì mình chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh sa tay. Nó cũng rất là đơn giản và dễ làm và cực kỳ nhanh luôn. Và sợi bánh canh sau khi nấu xong thì nó rất là trong và rất là mềm dai nữa. Cả nhà xem nhìn rất là ngon luôn nè. Những sợi bánh canh mà nó nổi lên mặt như vậy thì nó cũng đã chín rồi đó cả nhà. Và bây giờ thì mình sẽ vớt ra cho cả nhà xem cọng bánh canh nha. Cọng bánh canh nó rất là trong và rất là dai luôn á. Những con sùng sau khi mình hấp khoảng được 10 phút thì bây giờ mình sẽ cho vào trong nồi bánh canh luôn. Mình hấp trước như vậy thì khi mình cho vào trong cái nồi nước sôi á thì những con sùng nó sẽ không có bị bung ra và nó sẽ đẹp hơn nha cả nhà. Lúc này tình hình dịch bệnh nó diễn ra khá phức tạp luôn cho nên mình cũng ít đi chợ lắm. Thì nhà mình có hành lá cho nên là mình chỉ để hành lá vào trong nồi bánh canh thôi. Còn nếu mà cả nhà có củ cải đỏ hay là củ sắn thì mình cho thêm vào nó sẽ ngọt hơn. Nồi bánh canh thịt vịt thì bây giờ nó cũng đã chín rồi nè. Mình sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm vào trong nồi bánh canh để cho nó thơm ngon và đậm đà hơn nha. Thì cả nhà xem nè, những sợi bánh canh nó rất là trong luôn. Thank you.
Món bánh canh xe tay nấu chung với thịt vịt của mình thì cũng đã làm xong rồi nè. Và bây giờ mình xin mời cả nhà cùng thưởng thức cùng với mình nha. Để cả nhà xem những cái cọng bánh canh á, rất là trong và rất là dai luôn. Mới nhìn giống như là mình mua những cọng bánh canh ở ngoài chợ luôn á. Hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh không có khuôn mình vẫn làm được. Và cọng bánh canh làm ra cũng rất là ngon, không thua kém gì mình mua ngoài chợ nha. Lúc này đang là giãn cách xã hội cho nên mình biết cả nhà cũng không có đi chợ được. Cho nên hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho cả nhà cùng xem cách làm cái sợi bánh canh xe tay như vậy nè. Thì nó cũng rất là đơn giản dễ làm nhưng mà làm cũng rất là nhanh nữa. Cả nhà xem clip xong nếu thích làm cái sợi bánh canh của mình thì hãy nhớ bấm cho mình một đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho mình nha. Rồi mình xin chào cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Và mình chúc cho cả nhà thật là nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Rồi xin chào cả nhà.